Đội đầu tiên theo bốc thăm thực hiện phần thi năng khiếu đó chính là các thí sinh nhí đến từ trường mầm non Hồng Thái với tiểu phẩm Thị Nở Chí Phèo. Xin quý vị hãy nộp một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón các bé trường mầm non Hồng Thái. Thank you.
lão.